Đây là cái món chè chuối xanh nè mình nấu cái cách này rồi ăn kèm thêm miếng đậu phộng rang nữa nó ngon lắm luôn á các bạn. Cái chuối này ở nhà mình nó gọi là chuối già. Nếu mà nó không có chín cây á, thì mình để nó rất là lâu chín hoặc nó không chín luôn á. Giờ mình cắt nó ra và mình rửa sơ đi và mình thêm vào một miếng dầu ăn với một miếng muối á mình luộc. Luộc đến khi mà nó nứt ra là nó sẽ chín rồi đó là mình sẽ lọt nó ra và thêm vào một miếng đường và một miếng muối nữa. Mình mình sẽ giả cho nó nhuyễn luôn và mình sẽ thêm cái bột năng vào á mình trộn lên cho nó đều rồi mình nấu thêm miếng nước cốt dừa nữa mình trộn vào cái chuối mà đã giả nhuyễn này nè sau đó mình trộn lại cho nó đều và mình nhồi lại để thành một cái cục bột nó dẻo và trong lúc chờ cho nó nguội bớt á thì mình sẽ đem đi ngâm bột phai và bột bán luôn sau khi ngâm xong rồi á thì mình sẽ xay qua mình sẽ dò những cái viên chuối thành những cái viên tròn tròn và mình đem đi nấu chè mà bạn không thích vò viên tròn thì bạn có thể là à, tạo hình tùy thích nha mà mình đó thì mỗi lần làm á thì mình để cái tay rửa sạch rồi mình làm thôi chứ mình không có đeo bao tay tại vì đeo bao tay nó vướng á nó khó làm lắm sau khi mà vò xong rồi á, thì mình sẽ đem đi rửa bột khoai bột bán và mình đem đi luộc luộc đến khi mà bột khoai bột bán nó trong như vậy là nó đã chín rồi nè sau đó mình sẽ thêm một cái nồi nước sôi và mình mình để cái chuối vào là mình luộc lên luôn Mình luộc đến khi mà chuối nó nổi lên là tầm 3 phút Thì mình sẽ vớt ra, mình để vào một cái thao nước đá hoặc nước nguội cũng được Tiếp theo mình sẽ thêm nước sôi và nước giảo vào trong cái đường mình nấu Và mình dằn thêm xí muối và lá dứa nữa Mình nấu đến khi mà nước nó sôi lên là mình vớt bỏ cái lá dứa này đi Và mình để cái bột khoai, bột bán và cái chuối mình đã luộc mình nấu chung luôn sau đó mình sẽ thêm cái nước cốt vào mình nấu luôn nha Mình nấu đến khi mà cái nồi chè này nó sôi lại như vậy là mình sẽ tắt bếp Chè chuối này có bột khoai với bột bán thì khi mình nấu thì cũng loãng loãng thôi Nhưng mà khi nó nguội là nó đặc là vừa rồi Thì mình ăn kèm thêm cái đậu phộng rang nữa thì nó rất là ngon luôn nha các bạn Với cái cách nấu này thì mình để tủ lạnh nó qua đêm thì chuối nó vẫn dẻo và vẫn ngon nha